Em trình một bệnh nhân nam 64 tuổi, địa chỉ ở quận 3, nhập viện vào 16 giờ ngày 16 tháng 2. Ngày làm bệnh án là ngày 26 tháng 2. Lý do bệnh nhân nhập viện đó là bệnh nhân bị đau hạ sườn phải. Trước nhập viện một tuần thì bệnh nhân đau bụng âm ỉ liên tục vùng hạ sườn phải. Có đau lan lên vai phải. Bệnh nhân không có tư thế giảm đau, bệnh nhân có buồn nôn nhưng không nôn. Chiều ngày nhập viện thì bệnh nhân đi khám vào bệnh viện Kỳ Hòa và được chuyển vào bệnh viện 115. Trong suốt quá trình bệnh lý thì bệnh nhân tiêu tiểu bình thường, bệnh nhân không sốt. Tình trạng lúc nhập viện thì sinh hiệu thì là mạch 100 lần một phút, huyết áp 120/80, nhiệt độ 37 độ C, nhịp thở 20 lần một phút. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng. Khám thì thấy bụng mềm, ấn đau thượng vị và rung gan dương tính. Tiền căn tiền căn thì về nội khoa thì bệnh nhân có bị sốt rét cách đây 13 năm, được điều trị ở bệnh viện nhiệt đới. Ngoại khoa thì chưa có ghi nhận bất thường. Thói quen thì bệnh nhân không có hút, không có uống rượu, không có hút lá, không có tiền căn dưỡng thuốc. Gia đình thì không có ghi nhận tiền căn bất thường. Khám thì cái này là em khám em ghi lại của nội tiêu hóa. Khám thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Sinh hiệu thì mạch 88 lần một phút, huyết áp 120/70, nhiệt độ 37 độ C, nhịp thở 20 lần một phút, da niêm hồng, không vàng mắt, vàng da, tuyến giáp không to, không phù, hành vi không sợ chạm. Khám ngực thì không có gì bất thường. Khám bụng thì bụng cân đối, di động theo nhịp thở, không chứa không thường hay bàn hệ, nghe di động ruột 4 lần một phút, không thay đổi âm sắc, không thổi, rõ trong, bụng mềm, ấn đạo hại sườn phải, đề kháng âm tính, rung gan dương tính. Các cơ quan khác thì không ghi nhận bất thường. Tóm tắt bệnh án thì là một bệnh nhân nam 64 tuổi nhập viện bị đau hạ sườn phải, triệu chứng cơ năng là có đau âm ỉ mạng sườn phải, không sốt, đau âm ỉ mạng sườn phải lan lên vai phải, không sốt. Triệu chứng thực thể là bụng mềm. Có lan vai phải không? Có. Ông nói là đau vai phải, vai trái không đau. Đụng chích ra không? Rồi. Nhân khai hay là trong hồ sơ ghi hay là sao? Dạ, hỏi bệnh nhân cái đó hồ sơ không ghi. Hỏi bệnh nhân hồi nào? Dạ, hỏi hồi mà sáng mổ xong, sáng thứ sáu là tối đó thầy mổ sáng rồi em hỏi có đau vai phải không? Có đau vai phải. Dạ. Triệu chứng thực thể thì là ấn đau hại sườn phải và rung gan dương tính. Có tiền căn sốt rét. Chẩn đoán của tụi em tới thời điểm này là chẩn đoán sơ bộ là áp xe gan, chẩn đoán phân biệt là viêm gan do siêu vi hoặc là viêm gan do các nguyên nhân khác. Không hiểu đến thời điểm này là sao bệnh nhân đang mổ mấy ngày, đây là cái bệnh án tiền phẫu hay là hậu phẫu? Dạ, tiền phẫu. Bệnh án tiền phẫu và đến thời điểm này là sao? Dạ. Thì để trên cái làm sao là cái bệnh án hậu phẫu đi. Bệnh án hậu phẫu bệnh nhân nhưng không có hậu phẫu, ổn thì ổn chứ giờ về chăm sóc hậu phẫu làm sao nó ổn, giờ chăm sóc hậu phẫu làm sao nói tôi nghe coi, giờ mà chứ vẫn áp xe du hành đấy nha. Ngày thứ ba rồi đúng không? Dạ. Đúng không? Mổ thứ mấy? Mổ thứ sáu. Sáng thứ sáu, nửa đêm thứ sáu. Ngày thứ năm chưa là thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật, thứ hai, 4 ngày rồi. Tình trạng sáng nay thì sao? Cái này từng tháng đấy thì nói chung là bệnh nhân này có mở bụng cái gì cũng như chăm sóc điều trị hậu phẫu giống như là một cái hậu phẫu bình thường thôi nha, cũng truyền dịch khi nào bệnh nhân xịt hơi được thì bắt đầu cho bệnh nhân ăn uống nha, cho kháng sinh cho giảm đau vân vân. Mà ý thầy muốn hỏi là cái điều trị cái áp xe du hành sau hậu phẫu đấy có gì đặc hiệu không? Thấy rõ như thế nào? Lượng dịch ra, màu sắc, tính chất nha, có lợn cợn hay không, đúng chưa? Có cần phải bơm rửa gì, xúc rửa gì trong đấy hay không? Tại vì khi mổ ra đó đâu phải là dịch đồng nhất đâu, nó có rất nhiều giả mạc, có những cái mảnh mô lợn cợn trong đấy nha. Nói chung là không phải là có dịch đồng nhất thì có thể dẫn lưu hết ra ngoài qua cái dẫn lưu đấy nha. Cho nên là có đặt ra vấn đề là bơm rửa cái ổ dưới áp xe dưới hoành hay không, thì chỉ để đó và theo dõi thêm nha, thì phải muốn biết được là có bơm rửa hay không hay để đó theo dõi
thì cần phải có hai tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là cái dịch đó ra như thế nào, ít hay nhiều, có lợn cỡ hay không, đúng không? Thứ hai nữa là gì, là cái ổ đó nó có cách ly với khoang bụng hay không. Tại vì khi mổ ra là thầy đó, một thầy mổ cái này thầy phá cho nên làm cho cái khoang dưới hoành nó không thương đến khoang bụng. Như thế thì khi chúng ta bơm rửa đấy, ta phải đặt câu hỏi trong đầu là gì, là cái khoang dưới hoành nó đã cách ly với khoang bụng chưa. Nghe, tại vì nếu không đấy thì chúng ta sẽ bơm cái dịch bơm rửa ta nó sẽ chảy vào trong khoang bụng đấy. Thứ ba nữa là còn cái ổ trong dưới hoành hay không, hay đã hết rồi. Nha, cho nên là bắt buộc phải để trả lời câu hỏi thứ nhì là nó có cách ly khoang bụng hay không, thì thường thường là dựa vào cái thời gian. Nha, sau 3 ngày là đã có dính, nha, đã dính giữa cái phần đã có cách ly giữa cái phần dưới hoành và khoang bụng rồi, cho nó dính tự nhiên. Nha, tuy nhiên để xác định xem còn cái ổ hay không đấy, bắt buộc nó có siêu âm kiểm tra. Nếu còn cái ổ mà cái dịch vẫn luôn nó ra không có hiệu quả, không có tương xứng, nha, thì chúng ta phải bơm rửa cái ổ đấy nó hết được. Nha, rồi gì nữa, 3 ngày rồi là đã có kết quả kháng sinh đồ rồi, cho nên phải xem coi kết quả kháng sinh đồ như thế nào để xem coi chúng ta dùng kháng sinh nó có phù hợp hay không. Nha, nếu không phù hợp, không đúng theo kết quả kháng sinh đồ thì bắt buộc chúng ta phải đổ kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ. Tại vì cái điều trị kháng sinh ngay sau mổ đấy, trước mổ và sau mổ đó là điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Mà khi đã có kết quả kháng sinh đồ rồi, bắt buộc phải chuyển kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ. Đúng rồi chưa? Dự hậu nói chung là tốt. Tại vì trường hợp này là một cái áp xe dưới hoành nguyên phát. Nha, nghĩa là sao? Nó không phải thứ phát từ một cái tạng, nhiễm trùng cái tạng nào trong ổ bụng hết. Đúng rồi chưa? Đấy, thì trình của án như thế này thì má hậu phẫu với tiền phẫu như thế thì các anh sinh viên này cũng có nhiều cái chế của đây nè. Có khám bệnh nhân tật không? Có không? Có. Thầy đến thầy khám trước và bệnh nhân hoàn toàn khai không có đau. Dạ, bệnh nhân có đau nhưng hỏi chắc chắn. Có đau nhẹ, có đau lên vai thì nếu có đó là dấu hiệu tốt, nhưng bệnh nhân nó không có đau. Trước khi mổ thầy quyết định rồi. Thứ hai nữa là cái hội chứng nhiễm trùng thì rõ. Thứ ba nữa gan to lắm. Không phải gan to mà cái bờ gan sờ được dưới bờ sườn 5-6 cm lên đấy. Tại lúc em khám là lúc đó là mổ xong rồi thì gan không có sờ được, nhưng mà trong bệnh án của bên nội tiêu hóa thì không ghi nhận gan to. Rồi thôi được rồi, nó tóm lại để chẩn đoán cái áp xe dưới hoành về mặt lâm sàng thì có. Nha, đặc điểm của áp xe dưới hoành là nó một cái ổ tụ mủ, nó nằm ở khoang dưới hoành. Nha, khoang dưới hoành là một cái khoang ở trong khoang bụng, một cái khoang nhỏ trong khoang bụng. Nha, các bạn biết là khoang bụng có chia làm 8 cái tiểu khoang. Nha, tiểu khoang gì đấy thì ta sẽ kể ra sau đây. Thì khoang dưới hoành bên phải là một trong 8 cái tiểu khoang đấy. Nha, và khi có một cái ổ nhiễm trùng ở trong khoang dưới hoành này đấy, thì cái triệu chứng, đặc điểm của cái triệu chứng này là triệu chứng lồng ngực là chính, chứ không phải triệu chứng ở khoang bụng là chính. Thường bệnh nhân sẽ không có đau bụng. Nha, bệnh nhân sẽ không có triệu chứng của chứng bụng. Nói chung không có bất kỳ. Thường thường là triệu chứng ở lồng ngực bệnh nhân thì sẽ rõ hơn là triệu chứng của khoang bụng. Triệu chứng lồng ngực là sao? Là đau thành ngực, khó thở. Nha, đôi khi có nó cục. Mà đặc biệt là sao? Là nếu bệnh nhân khai là có đau la lên cái vai cùng bên đấy là một dấu hiệu gợi ý. Vậy mà toàn thân thì sao có hội chứng nhiễm trùng? Nha, thì một trong những chẩn đoán của áp xe dưới hoành là áp xe gan. Nắm được chưa? Tuy nhiên có một số cái manh mối trong lâm sàng để cho nó phân biệt. Phần lớn cái áp xe dưới hoành là nó có vai trò có vi trùng trị khí, cho nên nếu ta gõ cái vùng gan đấy thì sẽ mất vùng đục của gan, trong khi đó áp xe gan thì lại không có. Ngoài ra thì sao, nếu có ổ xe dưới hoành thì nó cũng đẩy cái gan xuống, cho nên đôi khi ta cũng cứ tưởng là gan co, là nó nằm trong tam tiếng phong tâm, hiểu không? Đau cái vùng thành nghiệp bên phải rồi sốt gan co và đau. Nha, cho nên là thực tế trên lâm sàng là khó phân biệt được cái áp xe dưới hoành và áp xe gan. Nha, bắt buộc đâu phải chẩn đoán bằng cận lâm sàng. Nha, cho nó cận lâm sàng thì chúng ta có là gì để xác định có nhiễm trùng thì có gì, có bạch cầu, có công thức bạch cầu, nha, có CRB, nhưng bắt buộc phải có siêu âm và CT.
Thì theo lý thuyết đó thì siêu âm nó có độ tin cậy là 90%, CT độ tin cậy là 95% trong chẩn đoán áp xe. Cái đó phân biệt giữa áp xe gan và áp xe dưới hoành. Cái hình đó. Đâu, phân tích cái hình đó cho các bạn xem. Đầu tiên là cái hình X quang thì mình có cái mức ký dịch ở đây. Cái hình X quang ở đây. Rồi, có một cái bóng hơi. Bóng hơi. Nước hơi. Cơ hoành thì được đẩy lên cao, mình nghĩ là có một khối áp xe. Làm sao biết nó là cơ hoành đẩy lên cao? Cơ hoành đâu? Cái vùng phổi này nó bị kẹt. Có bụng có một cái tràn dịch nhẹ ở phổi đây mới gốc sườn hoành. Còn cái nếu mà đếm khoảng liên sườn thì bên đây tới... bây giờ chắc chắn là từ từ đã giải quyết từng cái một, mình không có nói nhanh để mình lấp liếm. Thấy có một cái bóng hơi, có bóng nước hơi, đúng chưa, nằm ở cái vùng ranh giới giữa thành ngực nha, giữa khoang ngực và khoang bụng, đồng ý không? Như thế thì vấn đề đặt ra là cái bóng hơi này nó nằm ở trên lồng ngực, nghĩa là nó là áp xe phổi. À, hay là dưới khoang bụng nha, là áp xe gan hay là áp xe dưới hoành. Rồi đó là dựa vào những yếu tố nào? Nghĩa là nếu nó nằm ở trên lồng ngực ấy, thì cơ hoành nằm bên dưới. Áp xe phổi ai cấm? Ai cấm áp xe phổi? Đúng không? Một cái ổ có khí, có dịch, có muốn đứt hơi như thế thì ai cấm là áp xe phổi, áp xe thì dưới phổi. Như thế thì cơ hoành nằm ở đâu? Trên cái bóng hơi đấy hay nằm dưới cái bóng hơi đấy? Nằm trên cái... Sao biết nằm trên? Tôi có thấy cái đường cơ hoành đâu? Bên trái thì thấy rõ cái đường cơ hoành. Đường kia bên phải đâu có thấy đâu. Làm sao biết là nó nằm trên nằm dưới? Cái đường vời không phải. Hả? Nhưng mà áp xe của bổ thì nó phải gom một tròn. Chỗ này nó chạy rộng ra. Chứ còn cái này thì không thấy được cơ hoành. Tại vì nó có một cái tràn dịch ở phía trên nữa. Nên là nó mất luôn cái góc dưới này. Trong trường hợp này không thấy được cơ hoành. Thì mình giả định đi nha, nếu là áp xe phổi thì nó đâu có đẩy cái cơ hoành xuống thấp, đồng ý không? Còn nếu là áp xe dưới hoành thì nó luôn luôn đẩy cơ hoành lên cao, đúng không? Như thế thì trường hợp này là khả năng là áp xe dưới hoành nhiều hơn là áp xe phổi, dựa vào cái giả định cái cơ hoành. Nha, thứ hai nữa là kết hợp trên lâm sàng, nếu là áp xe phổi thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng của phổi, ho ra mủ, ho ra máu gì đấy, nhưng bệnh nhân này không có, không được chưa? Rồi còn ai có ý kiến khác không? Thầy có chuyên khoa về y khoa nên nói tới đây, đủ biết tới đấy thôi. Ai có ý kiến nào khác không? Rồi lấy cái hình CT ra. CT thấy khối chán chỗ dưới bào gan bờ đều với hạn rõ, không có khối chán chỗ nha. Tại sao phân biệt được một cái khối và cái ổ, cái vùng đó, dùng thuật ngữ nào cho chính xác? Khối là gì, ổ là gì, cái vùng là gì? Khối và ổ là có hình tròn, cái vùng thì không có hình tròn, đúng chưa? Cái vùng, cái giới hạn của cái vùng đấy là giới hạn của các tạng trong khoang bụng, giới hạn cấu trúc giải phẫu trong khoang bụng, hiểu không? Cái khối là gì? Cái khối là cả hai cái khối và ổ đều có hình tròn hết, hình khối hết. Thế tuy nhiên cái khối là chứng tỏ nó có cái tự chủ của nó, dù có u gì đấy nha. Còn cái ổ là không phải là có u, không có tính tự chủ, nghĩa là cái ghép của cái ổ đấy chỉ là cái mô sơ bình thường đó. Còn cái vùng, cái giới hạn của nó là các cấu trúc trong bụng, bờ trên gan, bờ dưới gan, bờ hoành, bờ ruột này nọ là cái vùng. Như thế thì đây là gọi là cái vùng đúng hơn, tại vì cái giới hạn của nó là cái giới hạn ngoài của cấu trúc ở trong khoang bụng,
cụ thể là gì không? Trên là dầu vành, ở dưới là bờ gan. Như thế thì không thể gọi là cái khối được, mà là có gọi là cái vùng. Đúng chưa? Có một cái vùng có cái đậm độ của dịch. Ha, đậm độ này là sao biết đậm độ của dịch? Tại vì nó có cái màu đen. Đồng ý không? Và dịch này là dịch đặc. Sao biết đặc hay là lỏng? Dựa vào cái độ đen và độ sáo của nó. Nếu càng đặc thì nó sẽ càng chuyển sang màu trắng. Nếu nó càng nứt nguyên chất nó chuyển sang màu đen. Tuy nhiên ở trên máy, trên máy, cái máy của bác sĩ chuyên khoa về CT đó, ta sẽ đo cái đậm độ HU của nó. Ha, thì cái này thấy là gì? Là gì? Là dịch đặc đúng không? À, thấy là đậm độ là dịch đặc cho tới ký. Ừ. Rồi nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Một là dưới hoành. Thứ hai nữa là bác sĩ CT ta đọc là dưới bao gan. Dạ, đúng không? Dạ. Dựa vào đâu bác sĩ CT đã đọc là dưới bao gan? Cái này cái bao gan lên thẳng lên, cái khối nó chen giữa cái mô mô gan với bao gan. Dựa vào đâu mà nghĩ là cái chỗ tụ dịch này, là cái vùng tụ dịch này nó nằm dưới bao gan? Như thế thì đâu, đi 6 nào đâu, tôi thấy nhóm đi 6 này là thấy có vẻ yếu nha. Năm ngoái có 1-2 người giỏi, nội khoa giỏi, dựa vào đâu chẩn đoán là dưới bao gan? Cái ổ này, cái vùng tụ dịch này nằm dưới bao gan? Phải là cái vùng giới của cái vùng đó thì nó ở xung quanh cái thành dục với lại lên trên cơ mặt, là nó có vẻ nó liên tiếp với cái gẹn ruột, có vẻ là dưới bao gan. Không nghe không phòng lắm. Thì ba, ai biết tôi cho điểm 10 thi kỹ năng lâm sàng luôn, khỏi phải bắt buộc phải thi, nhưng mà bất chấp cái điểm thi đó miễn qua được là cho điểm 10. Hiểu cái đường bỏ cái dân bỏ cái đường giới hạn bên dưới đi, giới hạn bên dưới là chắc chắn là cái bờ gan rồi, đúng chưa? Cái đường giới hạn ở trên đấy, nếu là cái ổ tụ dịch ở dưới, một cái vùng tụ dịch ở dưới cái bao gan thì đã là cái bao gan. Như thế thì cái bao gan và cơ hoành là hai cấu trúc riêng biệt, và đôi khi trên CT đấy có thể phân biệt được hai cái đường, một cái đường là đường cơ hoành, một cái đường là đường cơ bao gan. Và nếu như người nào mập ấy, đôi khi thấy có cái lớp mỡ dưới cơ hoành và có một cái dải đen ở giữa hai cái đường đấy, hiểu chưa? Cái này chúng phải thấy trên CT đấy, chứ còn ở dưới bằng mắt thường xem với phim cái slide nhỏ thế này thì không có thấy được nha. Cho nên là có thể bác sĩ CT đã đọc là áp xe dưới bao gan thì có thể ta thấy được hai cái đường, một cái đường của cơ hoành, một cái đường là của bao gan. Thế tuy nhiên thì thầy dựa vào lâm sàng này cũng đó mà lâm sàng dưới hoành đó nha. Tại vì sao? Thì theo cái suy luận của thầy đấy, không có cái áp xe, không có cái ổ, một cái vùng của dịch dưới bao gan nào mà nó lan rộng như thế nha. Và thầy thấy rõ ràng là gì, là cái vùng của dịch này nó có giới hạn là gì, đường bờ trên nó là cơ hoành, nó đi từ bờ này sang bờ khác của cơ hoành, và giới hạn dưới của nó là mặt bề mặt của gan. Cho nên thầy kết luận là áp xe dưới hoành chứ không phải là áp xe gan. Theo cái cảm tính thôi, chứ còn về mặt cơ sở chẩn đoán hình ảnh thì chắc không bằng mấy bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đâu. Nắm được chưa? Rồi còn gì nữa không? Dạ, còn có dịch tự do ở khoang ở bụng đánh tại chân phải. Đâu dịch tự do đâu? Tự do đâu? Hình này chỉ một tấm thôi, còn hình khác đâu? Cái hình này có thấy khí trong đó. Không nhìn nổi. Cái hình nào thấy khí đâu?
kéo xuống. Xuống nữa. Xuống đấy, đây nè. Nguyên tắc là gì? Là người ta sẽ di chuyển từ cái dựng hình từ phía sau cột sống ra phía trước bụng. À, xin lỗi bạn, từ phía trước ra phía sau. Hiểu không? Cho nên là những cái lát đầu tiên là phía trước thì sẽ thấy khí, những lát cuối cùng là phía sau thấy cột sống. Hiểu không? Như thế đây nè, là những chỗ này là khí là nằm ở trên cùng nè. Đây là khí ở vùng đấy, cái vùng mà ta thấy là độ nhiệt ở dưới hoành đấy. Nhân nằm tôi thấy nằm mà cái lát cắt đi từ trước ra sau. Cho nên bạn tưởng tượng, mấy bạn thấy có trong đầu phải tưởng tượng không gian ba chiều trong giáo khổ đấy thì mới lần ra được. Nên những cái lá cắt đầu tiên ta thấy khí nè, và sau đó là đến cái lớp dịch, cuối cùng là đến cắt ngang cột sống, cuối cùng thấy những cấu trúc ở phía sau của mạc, đi từ phía trước ra phía sau. Nha, như thế thì dịch ở đảnh đại tràng phải ở đâu? Rồi thôi, nói tóm lại là gì? Một cái vùng tụ dịch ở dưới hoành. Nha, tại sao dưới hoành? Tại vì cái đường bờ của nó là một bên là mặt trên gan, một bên là dưới cơ hoành. Thứ hai nữa nó là áp xe. Tại vì hai lý do, thứ nhất là gì? Nó đậm độ của dịch đặc của mũ. Thứ hai nữa nó có khí. Đúng chưa? Cho nên chẩn đoán là áp xe dưới hoành. Nha, thứ ba nữa là gì? Nguyên nhân. Nha, thì hầu hết áp xe dưới hoành là cái hôm qua thì dùng cả tiếng đồng hồ để ngủ say mê. Cô đó hôm qua có được không? Cô có được không? Hôm qua có được không? Hả? Chi câu hay có y sáu? Và chắc quậy lắm sao ngủ qua ngủ gì hả? Hôm qua nó học hành thì sao? Có học bài không? Tôi thấy dưỡng tốt rồi, tôi không tin học bài đâu nha. Nói gì tới đâu quên rồi. Nói nguyên nhân mà nó đi. Hả? Tiếng gì? Cái nguyên nhân. Nguyên nhân rồi. Hôm qua tiền lên mạng tiền có một tiếng đồng hồ. Thì áp xe dưới hoành này là toàn là những cái bài năm bốn mấy năm mấy cái đây, năm sáu chục năm thôi. Còn những cái năm gần đây không có. Chắc có lẽ nó hiếm quá, ít quá. Không có. Thứ hai nữa là tìm cái nguyên nhân là không rõ, tìm cái nguyên nhân có xe du hành đấy là idiopathic, là không rõ nguyên nhân, hoặc là gì primary là nguyên phát, không thấy. Thầy chưa tìm thấy một cái bài báo nào là có nói là xe du hành không rõ nguyên nhân hết. Hầu hết là nó thứ phát từ một cái ô nhiễm, một cái lỗ thủng nào đấy của những cái tạng lân cận. Nếu là xe du hành thì có thể là gì, là từ gan nó vỡ lên nè, từ túi mật nó lên, từ túi mật cấp, từ túi mật hoại tử. Từ cái ung thư của đại tràng gốc gan nó xì lên, từ một cái thủng dài dài tá tràng nó xì lên, nó dò lên nha. Còn ngoài ra không có thể tìm được nguyên nhân, một cái bà nào nói về áp xe dưới hoành là nguyên phát hay là không rõ nguyên nhân hết. Mà thực tế trường hợp này là khi mổ ra, thầy mổ trường hợp này đã tìm rất là kỹ, dạ dày tá tràng túi mật gan bình thường hết, đại tràng cũng bình thường luôn. Cho nên cho đến hiện nay vẫn nghĩ là đây là một trường hợp xe dưới hoành nguyên phát hay là không rõ nguyên nhân, rất là đặc biệt nha. Rồi thứ ba nữa là về mặt điều trị nha, thì nguyên tắc là có một cái ổ mũ trong phân bụng á nha, thì chúng ta điều trị là gì, là dẫn luôn cho ổ mũ đấy kết hợp với kháng sinh thích hợp. Nó dẫn luôn có thể là dẫn luôn qua cái ngã thành ngực, như là bằng thủ thuật, cũng có thể dẫn luôn bằng phẫu thuật nha. Phẫu thuật thì có phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mổ mở nha. Đơn giản nhất hay được nghĩ đến trước tiên là dẫn luôn qua cái ngã thành ngực, tức là không có phẫu thuật đấy. Tuy nhiên khi mà chỉ định cái dẫn luôn qua ngã thành ngực không có phẫu thuật này thì phải cân nhắc những yếu tố sau. Thứ nhất là các bạn nên biết là cái dẫn luôn ngã thành ngực là cái đường cái ống dẫn này có kích thước cũng tương đối giới hạn, không phải to cỡ nào cũng được, nên là phải xem coi cái dịch chấn lưu đấy nó nhiều hay ít, tính chất của dịch chấn lưu, dịch mũ đấy là như thế nào, có lẫn cái mô giả mạc, những cặn mô lợn trợn hay không. Nếu còn nếu ta thấy là một ổ mũ quá lớn nha, nó có cái không phải nó cùng nhất, nó đồng nhất, thì chúng ta bắt buộc ta phải chấn lưu qua cái ngã phẫu thuật.
nha, thì có thể là dẫn luôn ở nội soi, cũng có thể dẫn luôn ở cả mô mỡ. Trường hợp này là thầy quyết định mô mỡ tại vì thầy nghĩ là có nguyên nhân ở cái vùng nào đấy, ở cái tầng trên, ví dụ dạ dày, tá tràng, rồi gan hay túi mật, thì mổ mỡ để dễ tắm sát hơn. Mà khi mổ ra thì thấy là không có nha. Thì mổ mỡ như thế này nó sẽ có cái bất lợi là gì? Bệnh nhân sẽ có cái nguy cơ là của vết mổ, đúng chưa? Nguy cơ vết mổ là gì? Là nhiễm trùng vết mổ, hở vết mổ, hở thành bụng, vân vân nha. Tuy nhiên thì cái hiệu quả dẫn lưu là tốt nhất, không có gì làm sạch ô mủ bằng động tác cái bàn tay của người phẫu thuật viên đưa vô người ta làm, làm sạch sẽ luôn. Còn nếu mà mổ nội soi hay chọc hút thôi thì chắc chắn cái hiệu quả nó sẽ không bằng ha. Rồi có cái gì thắc mắc không? Hai ông này có gì thắc mắc không? Vừa có đọc cái bài áp xe dưới hoàng không? Dạ, có ý kiến nào mới thì ba thì nói cho bạn nghe. Về mặt chẩn đoán lâm sàng, về mặt chẩn đoán xác định triệu chứng đó, người ta ghi là triệu chứng thì cũng gần giống như là với áp xe gan. Còn cái việc là tại sao lại có tụ dịch ở dưới hoành đó, thì người ta ghi là do cơ chế hô hấp, nên là nó hút dịch ở những cái vùng khác lên cái vùng ở dưới hoành, là nó sẽ đóng cái tụ dịch đó, gây có khả năng là gây áp xe đó. Cái đó là cơ chế của một cái áp xe dưới hoành thứ phát, nghĩa là có thể là một cái viêm thường, một cái viêm túi mật, vân vân. Nhưng mà còn cái cơ chế nguyên phát thì nó chỉ là chẩn đoán loại trừ thôi, nghĩa là không có tìm ra được nguyên nhân nào khác của cái vùng nhiễm trùng khác trong ổ bụng thôi. Thì mình mới nói là nguyên phát. Rồi gì nữa? Rồi thì bạn điều trị thì sao? Điều trị thì cũng như thầy nói, thì mình cân nhắc giữa một cái nhiễm luôn và một cái mổ để thứ phát. Nhưng mà nếu mà không có loại trừ được cái thứ phát đó, thì phải mổ để khám xét. Rồi gì nữa? Rồi kháng sinh thì sao? Kháng sinh thì nó là tùy theo cái cấy dịch, cái mũ. Cái mũ. Mà nếu không có cái mũ thì điều trị kháng sinh như thế nào? Chủng vi khuẩn nào thường gặp nhất trong áp xe dưới hoành nha, và những thay đổi chủng vi khuẩn đấy như thế nào theo nguyên nhân của áp xe dưới hoành. Càng xuống thấp cái nguyên nhân á, nó càng xuống thấp theo cái ống tiêu hóa thì cái cầu khuẩn của đường ruột enterococci, đúng chưa, hoặc là cái trực khuẩn đường ruột á, thì nó sẽ càng tăng lên nha, và vi khuẩn ống khí nó cũng sẽ càng tăng lên cấy đó nha. Và thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là chủng vi khuẩn thường gặp nhất là E. coli nha. Cho nên điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm của bác sĩ Diệu Thành là phải làm, nó là phải làm kháng sinh phổ rộng, trị được cả đông âm, trị được cả đông dương, trị được cả cầu khuẩn, trị được cả trực khuẩn, và đặc biệt phải có khổ trị được cả yếm khí luôn. Các xe đo bụng là hầu hết là có vai trò yếm khí rất là cao nha. Cho nên kháng sinh lựa chọn tối thiểu đó là cefalo thế hệ 3 cộng với metronidazole, còn nếu không thì cefalo thế hệ 4 nha, hoặc là những thuốc khác thuộc cái nhóm beta lactam cao cấp hơn, có phổ không, có phổ nó rộng hơn, nắm được chưa? Và nên nhớ là gì, là trong áp xe nói chung và áp xe dưới hoành nói riêng đấy, thì kháng sinh chỉ là thứ yếu nha. Cái quan trọng là cái thủ thuật, cái biện pháp để ta loại trừ cái ổ mủ trong đấy, cái loại trừ cái ổ mủ đấy có thể bằng chọc hút nha, chọc dẫn lưu, hiểu không, hay là chọc giò đấy, hoặc là gì nữa, hoặc là dẫn luôn qua mổ nội soi, hoặc là dẫn luôn qua mổ, dẫn luôn nội soi, mổ dẫn luôn mổ mỡ. Như thế thì có bốn cái khái niệm về mặt phẫu thuật, về mặt can thiệp để ta loại trừ cái ô mủ trong bụng. Chọc hút là gì? Luồn cái kim vô, hút mủ xong rút cái kim ra,
chọc giò hay chọc dẫn lưu là gì, luồn cái kim vô sau đó luồn cái ống dẫn vô lưu đấy nha. Mổ dẫn lưu là gì, là phẫu thuật nha. Mổ dẫn lưu nội soi mổ dẫn lưu mổ mở, như thế thì có bốn phương pháp ha. Sau này đừng có lộn những cái, đừng có nhầm những cái phương pháp đấy ha. Rồi có gì thắc mắc không? Hỏi đi chứ, nãy giờ ngồi không như thế thì quá ra là chịu khó mà không mà hỏi. Hỏi chứng tỏ mình có động não, chứng tỏ mình trong đầu mình có xử lý. Chứ còn nếu chỉ ngồi nghe và ghi không, chỉ là thông tiếp nhận thông tin một chiều thôi, như thế thì không nhớ bằng, mình sẽ hỏi. Hỏi đi sai không la, nhưng mà thi cử mà sai thì sẽ trừ điểm. Nói. Không, cái khoan dưới hoành thôi, đúng rồi nằm trong phân bụng, phân khúc mạc. Có thể nè, cũng có cũng đâu nó rỉ xuống rồi nè. Bệnh nhân này là trên CT thấy có dịch ở đảnh đại tràng bên phải, không có dịch ở đại tràng bên trái, chứng tỏ là nó đã muốn rỉ ra ngoài. Có xe này nó muốn vỡ rồi, muốn rỉ ra ngoài, rỉ ra và lực ít nó sẽ theo cái đảnh đại tràng xuống dưới. Tuy nhiên là sao là có xu hướng nó sẽ giữ trên nhiều hơn, tại vì áp lực cũng phần áp lực âm, nhưng áp lực âm nhưng mà với điều kiện là áp lực nó không có âm, nhưng mà nó không có sinh hơi nhiều quá. Khi mà nó sinh hơi nhiều quá thì tử âm nó chuyển thành dương, có xu hướng nó sẽ vỡ. Nếu vỡ ít thì nó sẽ chảy theo rãnh đại tràng, theo những cái đường rãnh tự nhiên. Còn nếu nó vỡ đột ngột, vỡ lượng nhiều thì nó sẽ lan tràn vào trong bụng. Nói trường hợp bệnh nhân này là nếu chúng ta chậm khoảng chừng ngày nữa, không chừng nó vỡ trong bụng rồi. Tại vì khi thầy lắc ngón tay vô mà mũ nó xì ra rất là nhiều, áp lực cũng khá cao đấy nha. Rồi gì nữa, bạn thấy là trên cái CT đấy là có cái hình những cái dấu hiệu thứ phát ở trên phổi, tràn dịch màng phổi, có sẹo phổi, có cái hình đâu, cái hình nào có cái hình chứng tỏ là có đông đặc thì dưới phổi và có tràn dịch màng phổi. Không, cái hình cắt ngang đây, có hình cắt ngang như thế này, cái hình cắt ngang mới thấy được. Rồi mở bung cái này ra, mở to cái này nè. Trên đây nè, ở trên nữa. Nữa. Rồi, mở này ra nè. Mở to cái lát này ra, bung ra. Gì đâu mà đơn giản thế mà làm không được ta. Chụp từng lát một. Rồi, người ta thấy đây. Đây là cái ổ này ở dưới hoành, cái đường này là đường cơ hoành nè. Nha, còn ở đây là phổi đông đặc. Nghĩa là ngoài cơ hoành, mà cơ hoành thì nó là lồng ngực. Đúng chưa? Đây là phổi đông đặc, ở đây là dịch màng phổi. Nha, đây là khí ở trong cái ổ dưới hoành. Ở đây là gì? Là mô phổi. Cái màu đen này là mô phổi, cái đen này là khí ở trong cái ổ áp xe dưới hoành. Cái đường này là cái chõm cơ hoành cắt ngang. Nha, yeah, cơ hoành đây nè, nó tròn tròn là cơ hoành nè. Còn đây là mô phổi đông đặc. Ở đây là gì? Ở đây là dịch màng phổi. Như thế thì từ cái lá cắt này ta thấy là sao? Ở đây là giới hạn của phân bụng. Hiểu chưa? Còn ở ngoài giới hạn phân bụng này là phân ngực. Bạn phải tưởng tượng là không gian ba chiều, bạn mới hiểu được. Ha? Hiểu rồi ha? Phổi ở đây, dịch màng phổi ở đây, mô phổi bình thường ở đây. Đây là cơ hoành. Đây là ổ áp xe dưới hoành, ở đây là khí ở trong ổ áp xe đấy. Như thế thì nó có những cái đáp ứng những cái hiệu quả thứ phát trên phổi, xe phổi, tràn dịch vào phổi. Nó do cái ổ nhiễm ở dưới hoành gây ra. Rồi thôi nghỉ nha.